Hello anh em. Đầu tiên thì tôi xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì đã có một chiến thắng rất là tuyệt vời trước đội các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm nay thì đội tuyển thi đấu rất là hay. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và để chào mừng cái sự kiện trận thắng này thì tôi sẽ tiếp tục chơi một tựa game siêu phẩm khác, cũng là một siêu phẩm. Đấy chính là Red Dead Redemption. Tôi vừa lốc vào game và thấy mình đứng ở đây chả hiểu. Hôm trước thoát ra thì đang đứng ở trong cái phòng ấy, vừa ngủ dậy. Hôm nay vào lại thấy đứng ở đây. Không biết là có gì sai không? Đây là chỗ nào? Tuyết, di chuyển khó quá. Bây giờ mình phải đi đâu? Đi đến mấy cái chữ màu vàng này. Có chữ B với chữ P kìa. Để tôi đi chữ B này xem là có gì. Đây, thanh niên hôm trước đi cứu thằng John Marston với tôi đây. Đang đứng ở ngoài cửa, cầm súng kiểu canh gác. À, đi vào trong phòng này xem có gì. Boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Bọn này nó đang chém gió với nhau thôi. Probably. That funny, huh? Sure. Thằng Mika này bảo là thằng Mika này bị bọn nó bảo là nếu mày chết thì mọi người sẽ mở tiệc đấy. Thế là nó tức, nó ra nó đấm vào mặt thằng kia. Ông Đốt này trưởng đoàn vào rồi. Đang nói về cái việc cái bọn hôm trước mình giết ở cái nhà ấy, nó là của cái băng một cái băng khác. Băng Discron này, Discron này. Bây giờ trước khi nó đi tìm mình phải đi tìm nó trước để xem chúng nó âm mưu cái gì. Mà theo cái thằng mình bắt được hôm trước thì nó bảo là cái thằng trưởng nhóm của cái băng kia nó đang muốn phá đường tàu để cướp tàu. Đấy, ông đang nói. Bọn đấy nó nói về cái tàu và always had good information. Come on. You think now is the right time to hit a train. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ cái tàu sao? Deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Mấy thằng ở lại trong cảnh giới nhà. Còn mình với ông trưởng đoàn với một thanh niên khác đi vừa cho mình cái dây kiểu cao bồi bắt ngựa. Hôm trước thì bắt thằng kia tra hỏi xong thì nó bảo là bọn đấy nó đang tụ tập ở cái khu một cái hồ ở phía tây nam của cái tòa nhà mà mình cứu cái cô gái ấy. Đi tất cả bao nhiêu người đây? 2, 4, 5 người, 6 người. Đi đông phết đấy chứ. Ui, đông này lại còn có tay siêu thiện xạ như mình nữa thì sợ gì. Ôi, nhầm. Đang chém gió. Nào. Cái gì vậy? Dấu chân ngựa. They must be this way. Tức là theo kinh nghiệm của tôi thì ở ngoài này chỉ có chúng ta và cái bọn băng kia thôi. Ông biết là tôi lúc nào cũng hỗ trợ ông. Tức là ông bảo là kinh nghiệm của ông ấy là với kinh nghiệm của ông với vài thằng kia thì nếu như mình chờ đợi thì nó sẽ đến và nó giết chết hết những người mình thân yêu của mình. À, bây giờ mình chủ động mình đi tiêu diệt bọn nó trước. Có những điều người ta không thể tha thứ và có những điều người ta không thể quên được.
À, ông này giết anh trai của thằng kia. Ông bảo là tao đã giết nó và tao hy vọng nó sẽ đoàn tụ với thằng anh trai của nó sớm thôi. Tức là cũng đã có mâu thuẫn từ trước rồi. Đây rồi. Khói kìa, khói kìa. Chúng nó đang ở gần đấy rồi. Đi thôi anh ơi. Dừng ở đây à? Giờ sao anh ơi? Ra chỉ thị đi. Rồi, đã đến nơi rồi, sao? Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi anh ơi. Là em, sao lại là em? Ông bảo mình với ông ấy đi lên một chút để khám thính. You two take up a hidden position just outside the camp. Hai thằng thì ẩn ở gần đấy. Summer với Esquela giữ vị trí ở đây. Chứ là có 6 người chia ra làm 3 đội. Mình với ông này thì đi ấy. Từ từ anh ơi, để em kiểm tra súng đạn cái nào. Ấn gì nhỉ? Ấn ấn cái gì để kiểm tra súng nhỉ? Không được lấy súng à? Chắc là đi thám thính thôi, chưa cần đánh nhau nên là không cần lấy súng. Anh ấy cúi thấp thấp xuống, nó nhìn thấy bây giờ. Người thì đen thùi lùi ở trên cả một cái tảng tuyết. Đây rồi, ống nhòm rồi. Mỗi người một cái ống nhòm mới sợ chứ. Rồi. Mình đang không điều khiển. Đây chính là bọn nó rồi. Co mà. Tôi nghĩ vậy. Ừ, chính là hắn ta. Thằng đang đứng chống hông kìa. Nhìn nhìn có vẻ bố đời phết nhỉ. Áo lông chồn, đeo cả cà vạt. Rồi sao? À, bây giờ mình được. Hắn đang nói chuyện với ai? Nhìn hắn có vẻ không vui đâu. Ừ. Vãi, tát kìa. Bố đời vậy. Bọn chúng rời đi à? Nhìn có vẻ vậy, chúng ta sẽ bắt chúng chứ. Tức là... từ từ đợi đã. Tiêu diệt vài thằng trước. Hãy thăm ông bạn già của chúng ta nào. Ok anh ơi. Gì chứ, dăm ba cái thằng bố đời thì cứ để em. Rồi. Ông bảo đi lấy súng ấy. Súng ngựa mình đâu nhỉ? Đây à? L1. Đâu? Lấy đây. Đây rồi. Quả này có súng trường rồi. We'll circle around the far side and go down that way, same as my. Đi vòng quanh và đi xuôi xuống dưới. Revenge is a luxury we can't afford. Yeah. Như chúng tôi à, như ta đã nói đấy, trả thù không phải là điều. Arthur, have you completely lost faith in me? À, thưa anh đã mất niềm tin vào tôi à? Tất cả chúng ta cần bây giờ không phải là trả thù. Ý ông bảo là trả thù không phải là hành động chính, mục đích chính của cái hành động này, mà là đến đây để lấy các cái đồ tiếp tế đấy. Mình đang hết sạch đồ tiếp tế rồi. Ông bảo mình không tin ông nữa à. Quyết định của ông ở đây không phải là trả thù một cách mù quáng, mà là đi xuống để tiện thì lấy ít đồ về cho mọi người ở nhà thôi. Cũng được, tạm tin vậy. Đi nhanh thế nào. Trò này ban đầu làm theo cốt truyện này đi lại rất là khó chịu nhé. Nào. À, ngắm lúc nào nhỉ? Cẩn thận. Hơi dốc đấy. Anh ơi, đi từ từ thôi. Đợi em với.
Nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ? Bọn này nó không thèm cảnh giới gì à? Từ 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 từ. Tôi thử xem cái phần auto aim như nào. Control này. Có auto aim không? Tại vì là bắn bằng aim assist này. Chả hiểu như này là ấy chưa? Tại vì tôi không bắn được bằng tay cầm. Nếu mà tap assist. Có phải cái này không? Lock on mode này. Aim assist sang này. À đang mắc rồi. Đang mắc rồi. Có đúng là cái đấy không? General xem nào. À, cân nặng cho kilogram đi. Nhiệt độ cho độ C đi. 24 giờ đi. Hôm nay mới vào setting camera xem có gì không. Không có gì. Chắc là nó auto aim đấy. Tại vì hôm qua lúc mà tôi có mấy cảnh bắn nhau ấy, tôi bắn tôi thấy là nó cũng giúp mình nhiều phết. Còn nếu mà tự mình mà để ngắm trúng nó trong khi đang di chuyển thì chắc là điều không thể. Điều đấy là không thể. Anh à, anh không biết đi tắt à? They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Ông để tôi đi giải quyết cho. Tôi đang rất là may. Súng của nó toàn súng của ông đấy. Ông cứ ở đấy mà. Bọn đang nói chuyện với nhau ấy. Ơ sao? Mấy cái tiếng vọng đến nó không có sắp à? Tôi tưởng nó phải có sắp hết chứ nhỉ? Có đi nhanh hộ cái được không? Rồi rồi rồi. Đây, thấp xuống đây. Anh em nhìn nhé, cái tay nó quẹt vào tuyết này. Nó cày tuyết đây này. Làm tốt phết, tuyết tiếc. Đi xong rồi áo mình quẹt vào tuyết là nó dính lên. Mà trời mà tuyết to là mình áo mình nó cũng bị bám tuyết, tất cả mọi thứ đều bị bám tuyết. Kia là thanh niên nào? Quân mình à? À. Cover vào. Chúng ta làm gì bây giờ đớt? Tôi có thể bắn chúng nếu mà ông muốn. Ok. Ông bảo tôi bắn trước còn gì? Mẹ đéo biết rút súng ra kiểu gì. Chả thế. Chả thế. Không chưa? Súng trường mình đâu rồi? Đây thằng nào? Ơ. Đây thằng nào? Đây ông đớt mà. Đây. Thằng kia. Thằng kia. Thằng kia. Thằng kia. Cao bùi. Ô. Vãi. Ở đâu bắn mình nhỉ? Thằng nào bắn mình nhỉ? Thế là không được rồi. Ok. Thế rồi. Chạy đây. Trốn vào đây. Chết đi. Chết đi. Thanh niên này. Kích. Cái trò này cái lúc rút súng lần đầu là ấn cái gì ấy nhỉ? Tôi ấn L2 có được đây đâu. L2 là ngắm mà. Bọn bên phải đến. Bên phải của bọn. Cái này thì mình còn nhiều đạn lắm, không lo. Đây rồi. Đây rồi. Úi giời ơi, trúng chim luôn. 10 điểm. À kìa. Thằng này từ nãy giờ nó cứ bắn. Ơ kìa. Ơ kìa. Ui. Bắn súng khó vãi trưởng ạ. Từ từ. Ok. Này thì bắn lại. Mày bắn lại. Mày bắn lại. Mày bắn lại. Kia còn thằng nữa vừa chạy ra nhá. Ok.
bắn thế mà cũng chết à? Chưa chết à? Đâu rồi? Đâu rồi? À kìa. Mày kia gì? Nào, vào đầu lên. Thò đầu lên. Xông lên. Đâu rồi? Xông lên, vỡ đầu hết sót. Đừng đùa với cao bồi. Xong chưa? Tất cả rồi. Nào, lấy hết tất cả những gì có thể. Ông có nhận ra thằng nào không ông? Đớt. Đấy. Thằng con nó thuê người nó không cần biết đâu, nó chỉ cần biết thằng nào mà bắn nước súng và... Đấy. Nó chỉ cần thằng nào bắn được súng thôi. À, chính cái thằng nó thuê nó còn không biết được tên thì làm sao mà ông đớt ông biết được. Hỏi cái gì mà hỏi. À đây rồi, súng rồi. Tôi chả hiểu cái trò này, súng ống bắn biết các thứ rút ra như nào nữa. Rút súng là kiểu gì? À đây. Đầu tiên là phải rút ra trước. Có bọn nó từ rừng nó đi ra. Rồi. Rồi. Cái gì cơ? Ông này tránh ạ. Tránh ra. Tránh ra. Kìa. À có thằng trốn ở sau cây kia nhá. Trốn ở sau cây à? Trốn ở sau cây à mày? Trốn ở sau cây à mày? Trốn ở sau cây à mày? À, từ từ. Có tuyệt chiêu. Có tuyệt chiêu. Từ từ. Đây rồi. Còn thằng nào nữa? Còn thằng nào nữa không? Bắn. Láo này. Láo này. Úi giời ơi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Thằng này bên mình nghe nó đây. Cái gì cơ? Rồi. Bắn ấy khó thật đấy. Kìa. Láo này. Bắn cho như người luôn. Như người luôn. Đâu kìa. Đâu kìa. Đây rồi. Boom. Boom. Mình có quả skill lợi hại quá. Nhưng mà tôi chưa biết dùng. Chúng nó đâu rồi? Còn đằng nào nữa? À kìa. Kìa rồi. Chạy đâu rồi? Nó chạy rồi. Còn ai không? Vãi trưởng đấu ấy vãi. Khổ vãi. Lấy được tí tiền. Được được. Tôi đi loot cái này về đã. Anh em thông cảm nhé. Anh em nhìn tôi bắn nhìn khó chịu vãi đúng không? Nên tôi còn khó chịu. Nhưng mà chưa quen được. Khó lắm. Tại vì gần như là tôi chả bao giờ tôi chơi bắn súng bằng
tay cầm cả. Đây là nó đã hỗ trợ mình ngắm rồi đấy, mà còn cùi như thế. Tiêu diệt được nhiều phết đấy chứ. Băng của mình hình như không chết ai. Quá giỏi. Nhờ có một... mình có quả skill kinh phết, làm chậm thời gian xong rồi bắt đầu cứ thằng nào xuất hiện là bị đánh dấu. Vào mấy cái nhà này có gì không nhỉ? Ông ấy gọi rồi. Vâng, em đây anh ơi. Từ từ, anh cho em nhặt nốt một hai cái xác đã. Anh đợi tí anh ơi, làm gì nóng thế? Ông bảo là không có thời gian đâu, ra gặp ông ấy. Dạ. Tốt lắm các anh. Hãy phá tan cái chỗ này ra. Bin đi tìm cái xe kia. Đây ông bảo mình tìm cái tòa này. À đây rồi. Tốt. Rồi. Nhiều thứ phết đấy. Ôi giời, xì gà. Làm gì đây? Nhặt đồ hơi mệt. Còn cái gì đây? Sao tự nhiên nó lại nhìn có vẻ nguy hiểm này? This looks good. Thuốc nổ à? Anh nghĩ sao Bill? À, nhìn ngon đấy. Thơm phết. Đi nào. Rồi, có thuốc nổ. Chúng ta đã có tất cả chưa? Bản đồ à? Hay đấy. Đây là về con tàu mà họ sẽ cướp. Mount back up. Let's keep moving. Mình không biết là có đi cướp tàu. Đừng cướp tàu nhé. Em là cướp nhưng mà em là cướp tốt. Thực ra thì bọn này bây giờ đang bị bọn quân đội, bọn cảnh sát nó truy đuổi, cong đít lên chạy không kịp, làm sao mà đi cướp tàu được. Chúng ta sẽ chiến đấu lại những kẻ mà đang đuổi theo. Đấy là cuộc sống của những người ngoài vòng pháp luật. Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, he didn't get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Này đi cướp tàu à? Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Thằng con kia là chính là cái thằng trưởng nhóm của cái băng Ocon à Ocrit cái gì ấy. Tôi quên mất tên rồi. Bọn này bây giờ lại định cướp tàu, cái tàu mà cái băng kia nó định cướp. Đi nhanh anh ơi. All right. Dig in, fellas. Let's make some ground. Bây giờ mình đang đi về đi đâu đây? Rồi, chỗ này tuyết nó không dày, ngựa chạy được rồi. Hết bão tuyết đấy nhưng mà trời vẫn còn âm u lắm. Cái gì? Đứa nào kia? À. Kia. Đi bắt thằng kia. Thằng kia là người của cái băng kia. Nó phát hiện ra mình, nó đang trở về rồi. Rồi. Xì. Ngon. Gì đây, đúng kiểu cao bồi viễn tây rồi. Thay vì đi chăn bò thì đi bắt người. Đuổi như này bao giờ mới đuổi nó à?
Đùa. À, phải nháy nháy X thì ngựa nó mới chạy nhanh, chứ còn giữ thì không được. Tránh xa tao ra. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Đứng lại. Đứng lại cho nó. Ok. Ôi vãi trưởng. Cái gì vậy? Đứng lại. Ok. Rồi. Mẹ làm mình ngã quả đầu vãi. Rồi. Rồi trói nó lại. Mày đi với tao. Thằng cờ hó. Đáng ra anh tha cho chú. Chú lại dám láo. Rồi. Từ từ. Lấy hết đồ nó đề phòng nó có súng. Rồi. Làm gì? À, ấn L1. Bây giờ làm gì? Pick nhé. Sao tôi ấn mấy lần không được nhỉ? Bây giờ là buộc nó vào ngựa à? Ấn vuông. Đây rồi. Chói nó lại nhưng nó rơi dưới ra nhỉ? Đi thôi em ơi, đi về nhà thôi. Mày tên là gì cậu bé? Tôi không biết. Mày không biết tên mày à? Tôi là Kiran. Duffy, Kiran Duffy. Hôm nay là một ngày rất là xấu cho mày đấy, Kiran Duffy. Ông đưa tôi đến đâu? Đến nơi mà mày không thích đâu. Sẽ làm những điều mà mày cũng không thích đâu. Mày sẽ phải kêu gào đấy. Không, đừng mà. Sao thằng cờ hó nào vừa ấy dừng ngựa? Nó dừng ngựa quả bất ngờ vãi trưởng. Mình đang kiểu xem sử dụng cái dây như nào. Đang mải nhìn cái dây. Nó dừng một phát. Cắm mặt đất mình cắm mặt đất. Vãi trưởng. Thằng lão. Ông thả tôi ra, tôi sẽ biến mất, tôi sẽ đi Mexico. Không có gì cá nhân cả em ạ. Chẳng qua là em chọn nhầm phe thôi. Đối đầu với ai không đối đầu. Tôi vừa mới đi với chúng vài tháng thôi. Nào, hãy nói giá của ông ra. Đừng có thử thách tao, không người ta sẽ đập vỡ hết xương của mày đấy. Tôi xin lỗi. Được rồi. Đừng có nói một câu nào nữa. Rõ chưa? Vâng, vâng. Mình cứng phết. Chạy xa tít. Cái trò này chạy ngựa chạy nhanh là phải nháy X liên tục rồi. Cái dấu xét kia là thể lực à? Thể lực kia là thể lực con ngựa đúng không? Khổ thân em ngựa vừa ấy ngã quả. À, cái độ thân thiết của tôi với con ngựa tăng lên cấp 2 rồi. Máu của ngựa tăng lên cấp 4 rồi. Thể lực tăng cấp 5. Tức là trò này nếu mà mình cái khả năng thân thiết của mình với con ngựa tăng cao thì là cái chỉ số của ngựa nó sẽ tăng lên. Đây rồi, về nơi rồi. Nào, hãy giới thiệu mày với các chàng trai. Từ từ. Vác cái thằng này đi. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice.
Đừng làm hại tôi, đừng làm đau tôi, yên tâm. Họ tốt lắm. Được rồi. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real. Chào mừng đến với nhà mới của mày. Hy vọng mày sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Để tôi nói cho hắn phải nói ra, từ từ. Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I gotta say him. Trói nó vào cho nó đói trước. We shoot fellas as need shooting. Save fellas as need saving. Chúng ta bắn những thằng cần bắn và cứu những đứa cần cứu và nuôi những người cần nuôi. Mày cần cái gì? Thằng này O'Driscoll gì? Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. Băng kia là O'Driscoll. I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Quyết định đi cướp tàu rồi. Đúng là dù sao thì vẫn là trộm cướp thôi. Cướp tốt thì cũng là cướp, mà cướp xấu thì cũng là cướp, đều đi cướp hết. Rồi, xong cái nhiệm vụ ấy rồi. Là trò này là thế giới mở, bây giờ mình làm trò gì thì làm đúng không? Vừa rồi là mình làm cái nhiệm vụ chính là mình ra cái dấu màu vàng kia. Ở đây còn một dấu màu vàng này. Chắc là một nhiệm vụ gì đấy. Ông này sao đây? Ho. Chúng ta sắp chết đói rồi. Ngài Morgan. Chúng ta sẽ ổn thôi. We have a few cans of food and a rabbit. Chúng ta còn vài cái đồ hộp và bọn thỏ. Còn bao nhiêu người con à? I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. Tôi không muốn nghe về những điều ông đang có đâu. For 50 days, and you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Ông nói mà khi mà chạy khỏi Blackwater thì ông ấy không có đồ tiếp tế. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Ông ấy bảo thằng hai thằng đi săn nhưng mà không tìm cái gì cả. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found nothing. Hai thằng ngu ấy không tìm cái gì đâu. Come on, Arthur. Anh da đen này rủ mình đi săn rồi. Đợi chút. You need something to eat out there. Assorted salt. Ông cần cái gì để ăn ở ngoài đấy? Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you. Không thể săn, nhìn tay anh kìa. Look at this game in those hills. I'll find it, and you can kill it. You need to rest, Charles. Tức là thằng này nó sẽ đi tìm các cái con thú và nó dạy mình cách săn. Come along. Tay nó đau, nó không tự săn được, mình đi theo. Băng này kiểu chia ra chuyên môn rõ ràng phết nhỉ. Mình chắc là ở đội chiến đấu. Anh đùa à? Nếu mà anh dùng súng thì anh sẽ làm bọn thú chạy hết. Không bao giờ quá già để học đâu. Rồi, đi săn. Bắn súng nó không ra gì, bây giờ lại phải bắn cung. Khổ thế đi. Đưa cho mình cái gươm xông lên chém phải nhanh không? Anh thế nào? Tôi tốt. Trừ cái tay. Một cái lỗi ngu ngốc. Tôi không thể kéo cung được. Anh chắc là anh sẽ tìm thấy cái gì để giết ngoài cái bọn O'Driscoll không? Chúng ta hãy lên vùng cao hơn. Từ từ, tôi xem là có cái gì để ăn không? À từ từ. Ôi, mình nhiều đồ ăn lắm. Lại còn thuốc lá các kiểu nữa. Xì gà này. Đây là cái gì? Crack. Để tôi ăn miếng đã.
Getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. Mình trách nhiệm mình quá nặng nề, đang than phiền ấy, phải làm quá nhiều việc ấy. Từ đi cứu thằng John đến đập bắn nhau với bọn O'Driscoll kia. Mà kiểu mình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trên cái tàu đấy, không biết là tiền bạc các thứ như nào. Về hỏi bọn kia là chuyện gì xảy ra trên tàu thì nó cũng cứ úp úp mở mở chả nói gì. Cái game này nó có mấy cái chuyển cảnh góc quay như kiểu điện ảnh ấy, hay phết. Mình hình như là tự chuyển được góc quay ấy. Trong những lúc mình cưỡi ngựa mình chạy là mình cũng chuyển được sang góc quay điện ảnh ấy. Đi mãi đâu đây? Nhanh hộ cái. À đâu, vừa mình tự chuyển à? Đây. Đây, cinematic camera đây. Giữ cái phím vuông to đùng ở trên cái tay cầm PS4 là nó chuyển qua góc quay này. Hãy đi đường này và mở to mắt ra. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Đang nói về gió đấy, chiều gió. Và gió đang thổi ấy, mình hỏi là điều ấy là tốt hay xấu, thằng kia nó bảo là cái gì ấy. Gió thổi mạnh quá không tốt hay sao? Stop here a second. I see something. Dừng lại đây một chút, tôi nhìn thấy cái gì đó. Careful. Có xuống ngựa không anh? Xuống ngựa. Từ từ để em chuyển sang em chuyển sang cung anh ơi. Anh đợi em tí. Ơ kìa. There's deer been here. Recently. Oh, how can you tell? How can you not? À, sao nào? À, đây là súng ngắn. Từ từ. Đây. Dùng cung. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Rồi, ok. Sao? Con hươu nó đâu nhỉ? You see the tracks? I think so. Ông có nhìn thấy vết chân không? Focus. Press. Ấn R3. R3 là cái gì? À đây. Ấn R1 để It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll Focus on track này. Là ấn R1. Stop checking. Đây, cái vết nó đang sáng sáng rồi đây. Tôi đang không hiểu là cái thanh nó đang chạy ở góc bên dưới bên phải kia là như nào, là mình sẽ mất dấu hay như nào. Rồi đâu bây giờ tôi làm sao nữa, làm sao để tôi bật cái Death Eye đây nhỉ? Ồ thế chứ này. Đây. Đây, hướng đây. Nó phát sáng này, nhưng mà cái phát sáng này nó có vẻ không ăn thua lắm. À kìa rồi. Down there. You see him? Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Get good tension. Đây rồi. One hit. Rồi. Một con đủ không nhỉ? Xui. Úi xui. Một phát. Xin lỗi hươu nhé. Nhưng mà ta cũng không còn cách nào khác cả. Bây giờ làm sao anh ơi? Bây giờ như nào?
giờ như nào nữa? Phải kết liễu nữa à? Như nào bây giờ? Vừa nó nói cái gì với tôi ấy nhỉ? Con này nó chết rồi mà. Làm gì? Trói nó lại à? Nó chết rồi còn đâu mà trói. Chả hiểu như nào nữa. Bây giờ thằng này nữa. À, vẫn còn nữa. Một con này chưa đủ. Xin lỗi anh em nhé. Xem tôi chơi hơi khó chịu đúng không? Đây rồi. Hai con cơ mà. Từ rồi. Ôi tôi chưa. Ngủ quá. Mẹ. Bó tay. Đây. Cái này ở trên tuyết trắng xong rồi cái dấu vết này nó lại màu trắng nữa. Khó nhìn vậy. Thôi, đi theo hướng con này vậy. Ô. Đâu mất rồi? À kìa. Bọn này nó không chạy đi, nó lại ra đây nó ăn cỏ tiếp. Ừ nha em ơi. Đừng có chạy em ơi. Con kia nó bị thương. Thằng thợ săn nó bảo là mình hãy giúp giải thoát cho nó đi, đừng để cho nó đau đớn nữa. Khổ thân em. Ông ấy bảo là mình phải dùng con dao để giúp giải thoát cho nó. Xin lỗi Hiêu. Ok kìa. À đây. Phải giữ vuông. Xin lỗi. Đây. Siêu thoát nhé. Xin lỗi mày. À, mình chỉ mang được hai con thôi. Ngựa ơi. Con ngựa này. Ngựa ơi. À đây. À, chạy từ tít kia về. Game thật phết. Những cái game khác kiểu The Witcher các thứ ấy, huyết sáo gọi ngựa phát là nó xuất hiện luôn. Nào, treo con dê lên. À con hươu chứ. Khổ thân hươu. À, vì sinh tồn thôi. Đi thôi ngựa ơi. Giờ quay về chỗ của Charlie kìa. Thế là hôm đầu là mình đi cùng với lại thằng Mika này. Xong rồi đến thằng Javier này. Hôm nay là mình đi cùng với thằng Charlie này. Con ngựa nó mệt à? Tao như nào? À vã, chỗ này dốc. Căn bản nó tuyết, không nhìn ra. Hình như tôi đi trên đây là hơi sai sách. Kìa rồi. Hai con hươu về. Về thôi anh ơi. Ở đây làm cái gì nữa? Từ từ. Sao? Thằng kia không biết lái ngựa có bằng chưa?
Hai con hươu này là đủ giúp cho mọi người sống thêm vài ngày. Dễ dàng hơn nếu mà bọn chúng không bắn lại. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Như mình đang đi theo nó. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. Dù chúng ta có thoát khỏi đây thì vẫn còn cái số tiền lớn treo trên cổ chúng ta ở truy nã đấy. Thế là bọn này bây giờ đang mất phương hướng, chưa biết là con đường tiếp theo của cả băng sẽ như nào. Bây giờ cảnh sát nó đang đẩy mạnh triệt hạ các cái băng đảng. We've only been up here a few days and have already picked up two more mouths to feed. One more. Chúng ta. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Chúng ta mới ở đây vài ngày và phải nuôi thêm hai miệng ăn, tức là cái cô gái mình cứu và cái thằng kia ấy, cái thằng vừa bắt được ấy. Nhưng mà mình bảo là không, chỉ một người thôi, chứ không nuôi thêm cái miệng của cái băng O'Driscoll kia đâu. Giờ đang khen cái em gái mình cứu ấy, nhìn rất là nuột. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang, nasty sons of bitches. Watch out. Oh, gấu 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 gấu. Mình vừa đang bàn về cái bọn O'Driscoll kia. Nhưng mà đang chém gió thì ra đây gặp con gấu. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Ở kia nó bảo là tìm đường khác thôi, đừng có trêu vào mấy con đấy. Đang trời bão nên là khiến cho mấy cái con đấy nó ra khỏi rừng. Tôi đi qua dòng sông này xem nào. Đi sang bên này đi cho an toàn. Không biết mặt băng có vỡ. Đi lên đây. Rồi, ok rồi. Ô vãi. Từ. Thằng kia nó đi bên kia mà. Camera kiểu gì đấy? Điều khiển ngựa khó kinh. Đây, mình đi bên này đi. Mỗi người đi ở bên, nó có đuổi thì nó chỉ đuổi một người thôi. Ô vậy anh. Nó bắt mình ấy rồi, nó bắt mình đi sát thằng kia rồi. Mình tự đi đường riêng là không được. Khổ thế anh. Watch out. Anh phải nói trước chứ. Let's see if we can find another way around. Khổ ơi khổ. Nào đi nhanh, nhanh mẹ lên. Stay well back. Spring storms like this are the worst for. Nhanh lên không tao bắn nó đấy. Đi đi anh ơi. Sao thằng này nó đi kiểu gì? Up here off the trail. Giờ sao? Đi xuyên qua đây. À, đây có đường vòng này. Lè mè. We ain't ever talked that much, you and me. Tôi và anh chưa nói chuyện nhiều nhỉ. Chúng ta ở với nhau bao lâu rồi? 56 tháng. Tôi đoán là anh không để ý điều đấy. Cái gì cơ? Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature alive. Sớm hay muộn thì công việc cũng sẽ có sai số thôi. You want me to move on? No, not at all.
Cái này nó nói chuyện nó không cho ấy vào nhỉ, nó không cho cái tên của người đang nói vào nhỉ. I'm done with it. I was wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Anh này có vẻ hợp với mình ấy. Dutch. You know, Dutch is different. Oh, hãy rời đi. Oh, yes. Dutch is certainly different. Ông Đất này rất là khác biệt. Ông ấy đối xử với mọi người rất là tốt. Anh ấy ở bên này họ bao lâu rồi? Tôi 20 năm. Khi mà tôi chỉ là một đứa bé, mình ở cái băng này 20 năm rồi, trong khi cái thằng này nó mới vào cái băng này mấy tháng. Hóa ra mình thành viên chủ chốt ạ, thả nào mà việc gì cũng đến tay. Cái trò này mình không chủ động được. Chú ngựa mới thế nào? Nó rất là tốt. I tried to ride the count once. Mình đang nói về cái thằng đang thất lạc. Nói về cái tình cảm của nó với con ngựa. Thực ra câu chuyện nó chỉ là chém gió với nhau thôi, không quá quan trọng. Về nơi rồi. I'm gonna hitch time over here. Bây giờ về. Mọi người ơi, thức ăn về làng. Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. Only showed you a little. Cảm ơn anh đã dạy tôi dùng bow. À, dùng cung. Đi đâu anh ơi? À đây. Mất thời gian quá. À, ngon. Gì đây? Just drop it down in here. Đây. What a surprise. Find a camp loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Why, he loves me really. It's his sad way of showing affection. Ông này bảo là tôi với anh không gặp nhau cả ngày rồi. Đấy là vì tôi tránh ông thôi. Anh nói đùa, anh yêu tôi chứ. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Uống đi, anh xứng đáng với nó. Jesus, what is that? Navy đéo gì này? It's the only thing, the only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few anh days. Mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really mình is mình đã giúp nó làm thịt mấy con hiêu. See you both later. You skinned that one, did you? Dumped on the floor there. Đây. Giữ tam giác. Tôi chả muốn nhìn mấy cảnh này. Vãi chưởng ạ. Game này. Not too bad, Mr. Morgan. Vì cuộc sống rồi. They always said you were a butcher. You know, you could trade these, sell these, pretty much any town. Anh có thể mang nó đi bán hoặc là đổi ở bất cứ một cái thị trấn nào. Mình chưa là đồ tẻ hay sao mà làm thịt kinh vậy. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Ai cũng phải làm cái gì đấy để sinh tồn. Đúng là một là những ngày khó khăn. Vài ngày sau. Hôm nay chơi đến đây thôi nhỉ anh em nhỉ?
Chào mừng chiến thắng của Việt Nam. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Để cho anh em xem hết đoạn này. Vài ngày thì ông Dutch, ông ấy lên kế hoạch để đi cướp cái tàu kia đấy. Thằng John vẫn đang nằm đây, chưa khỏi. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Ông hãy tôn trọng tôi đi, ngài Morgan. Still here then? Anh vẫn ở đây à? Well, yeah. Tôi nợ anh. And you'll pay me. Và anh for sẽ the trả moment, tôi. Just rest. Nhưng mà bây giờ thì nghỉ đi. I think it's time for the train. Want me to go? Of course I do, but. Đi cướp cái tàu rồi. Look at you. I was always ugly, Dutch. Nhìn anh kia. It's just a scratch. Don't lie still. Thằng này nó muốn đi cùng. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. Đây là vợ của John. Đây là con trai đây. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. Em hy vọng nhìn thấy một cái xác chết. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now. Đang thối giữa Robertson. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying. Tại sao chúng ta đi cướp tàu? Thời tiết thì đã tươi sáng rồi, sao lại còn đi cướp tàu? Muốn có thêm người chết à? Chúng ta còn sống ở đây. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low and head back out west. Tranh cãi với ông, nhưng mà tôi muốn theo đúng kế hoạch thôi. Chúng ta đi về phía tây, sao bây giờ chúng ta lại cướp tàu? Chúng ta còn lựa chọn nào nữa? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like đang nói về cái ông gì làm. Tức là ông này ông muốn mình đổi ra một kế hoạch khác, nhưng mà ông Dutch này ông ấy cứ muốn đi cướp tàu. Hãy sẵn sàng ngựa đi, chúng ta có cả một con tàu để cướp đấy. Vãi. Nhạc cao mồi nổi lên rồi. Tôi xem là có lưu được không. Hôm sau tôi sẽ đi cướp tàu. Thế là đang không ấy được rồi. Đang không lưu được game rồi. À, mình nháy X 2 lần thì sẽ giữ theo đội hình, sẽ chạy theo, nó tự chạy. Mọi người nghe đây, theo thông tin có được, bởi cái thằng mà tôi bắt được ấy, thì cái tàu nó sẽ đến từ phía Bắc. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the drive. Giao nhiệm vụ cho thằng kia là canh chừng những kẻ khác. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what mình tấn công từ phía sau của cái tàu. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough. Lại cãi nhau với thằng Mika này. Cái thằng Mika này như ai trong băng cũng ghét vậy. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Tung tung tung. Tung. Đang đợi đang một băng cướp. Đi xa phết. Mà cái bọn nó đang truy đuổi mình mãi không thấy đâu. Out of the snow, finally.
rồi. Đã hết quyết rồi. Cảm ơn. Như là hết video rồi. Sang chuyển sang video mới, tôi quay được tiếng rồi. Đây tôi xem là có lưu được không. Đã lưu được chưa? Story. Ok. Vẫn chưa lưu được. Vẫn phải đi tiếp. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy. Cái số tiền mà cái băng này cướp thì như vẫn giấu ở đâu đấy, ở cái chỗ Blackwater ấy. Bọn này nó cứ hỏi về cái số tiền đấy. Nó cứ hỏi là có quay lại đấy để lấy tiền không. Ông này thì ông cứ bảo là tiền đang an toàn, các anh phải tin tôi. Bây giờ thì không quay lại được, bây giờ đi cướp tàu. Mọi người im đi, hãy tập trung vào. Đây, bọn cái tàu nó sẽ chạy qua đây đây. Chắc mình sẽ phá đường tàu ở đây để cướp tàu à. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Check on Bill. Vẫn chưa được. Idiot! Sao bây giờ? Whoa. Mình phải đi xuống thám thính à? Sao lúc nào cũng là mình? À đây, có thằng nó đang đợi sẵn ở đây à? How you getting on? Yeah. I'm okay. Nào rồi, sure? Tôi tốt, anh có chắc không? À đang phá đường, à đang gắn bom để phá đường tàu. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. À, nó bảo mình mang cái này ra để gắn vào cái đánh lửa ở cái sau cái hòn đá kìa. Story. Vẫn không xếp được ạ. Thôi được rồi, để tôi tập trung tôi làm cái nhiệm vụ này vậy. Đi nào. Bây giờ mình phải kết nối cái dây này vào cái chỗ. Hồi xưa anh em xem mấy cái phim hồi xưa nó đánh nổ toàn là có một cái giống như cái bơm ấy. Xong rồi giận phát. Rồi, bây giờ làm như nào? Đây. Okay, this is good. Xong rồi. Giận chưa anh ơi? You head back up to the others. I got it from here. Nó bảo mình quay lại với bọn kia thì ở đây đã có nó xử lý. Okay, boy. Có thế thôi mà cũng phải ra tận đây ạ. Từ tôi phải đổi cái này sang súng đã. Tôi không cần anh làm phiền tôi ở đây đâu. Làm tôi mất tập trung. Ông bảo là không thằng nào được mắc lỗi cả. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Mọi chuyện dưới kia đều ổn. Giờ đứng đợi đây thôi. I think so. Mọi thứ ổn chưa? Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Đợi thôi.
That includes you, Arthur? Rồi, em sẵn sàng rồi, anh còn muốn nào nữa? Đe dọa cái gì đây? Hả? Thằng nào dọa đấy? Sao vậy? Rồi. Đây. Ông ấy muốn gì nữa? Pull up your bandana. À, phải bịt mặt. Làm như nào? Làm như nào để bịt mặt? Làm như nào để bịt mặt anh ơi? À đây. Cover your face, Arthur. Rồi, hướng dẫn như cứt đây ra ngoài cứ đòi. Tàu đến rồi. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Chúc tất cả các anh may mắn. Tàu này chắc chở hàng thôi chứ không phải chở người. Here we go. Đấy rồi. Lại gì đây? Where did you find that moron? You said it was fine. So it's my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Lại là lỗi của mình à? Đâu phải lỗi của em, cái thằng ngu kia chứ anh ơi. Giờ nhảy thẳng lên tàu rồi. Chơi xung phong à? Đấy rồi. Lại. Cái thằng kia nhảy thẳng đất rồi. Đây ra ra kéo. Ra kéo ngay lên, ra kéo ngay lên. Lenny. Đây rồi. Đừng có kêu nữa. Đây. Thằng Javier nó nhảy đất rồi. Bây giờ mình phải đi dừng cái tàu lại cho bọn kia nó cưỡi ngựa đuổi theo. Thử xem nào. Bình tĩnh anh ơi. Anh ơi. Không có ai đâu anh ơi. Ơ kìa. Ơ kìa. Đây. Ui giời ơi. Ơ kìa. Ôi chết rồi. À đây súng mình đây. Đây rồi. Ơ kìa. Còn một thằng trốn ở đây. Bắn súng khó thật đấy. Anh trưởng. Ơ kìa. Ơ kìa. Vãi trưởng. Giờ sao? Come on, let's get to the front. We have to stop this train. Đi kiểu gì? Ôi trời. Không biết là nó lưu từ đoạn nào. Nói chung là không cần phải
Đi đi em ơi. Ai chưa? Còn thằng nào nữa? Ra đây. Bắn bay mũ nó luôn. Láo à? Rồi. Lên. Cái gì cơ? Đang thằng kia nó đang cứ đang hỏi về cái tại sao không nổ ấy. Tôi phải ngay thằng vớ vẩn. Bây giờ làm gì? Thôi từ từ. Đây đây đang có gì? Ôi giời ơi! Chết tôi rồi! Cứu anh em ơi! Mày láo à? Láo à? Láo này! Cái gì cơ? Thợ lái tàu mà không lái lại còn thích đấm nhau hăng quá. Rồi. Quá đơn giản. Thôi. Shit, more guards coming out of that train car. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ơ, này vẫn sống à? Vẫn sống à? Bình tĩnh em ơi, có ảnh đây. Ôi giời, đông thế. Đi 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 đi. Còn thằng nào nữa? Đâu nữa ở đâu? Này 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 này. Còn thằng nào nữa? À đội mình đến rồi hay sao ấy? Đội mình đến rồi. Ủa vãi 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 ngã. Tí hết máu ạ. Giờ thì bọn kia nó bảo bây giờ thì đã hiểu tại sao mà cái băng kia nó mang nhiều người đến đây thế. Chúng tôi không muốn giết bất cứ ai trong đấy cả. Tôi hứa. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. Mày có đầu hàng không? 5, 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Vãi trưởng. Không ngờ tôi lại tham gia cái cuộc khảo sát này. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Hình như là now, don't matter too much to us, but bọn này nó đầu hàng rồi. Might want to take a step back. Seems good enough. Here we go. Now light the fuse. Không sao. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Nhanh chạy. Trốn sau đít anh này. Ý giời ơi.
on. Just walk on out here. Đầu hàng sớm đi có phải đỡ khổ không? Get on up there. Search that train. Lên xem có gì trên này. Look at this place. It's like a chỗ này này. Now I've seen everything. Ờ mình rơi mất mũ rồi. Search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Có tờ giấy gì đấy? Stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's king. I'll give you that. Tính sau. Bọn này nó giàu lắm mà. See if we can get this open. Chỉ có mỗi điếu xì gà này. À, có cái đồng hồ xịn. Getting there. Đây rồi. Lại có cái tờ gì đây? Rồi, cứ cất đi đã, về đọc sau. That's how it's done. Shit. Just a pile of papers. Toàn giấy tờ thế. I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Có cái gì trong kia kìa? Tiền à? Đô à? Ui ngon. Ai nhăm đô. Dead Eye mình lên level 3. Tôi chưa hiểu cái Dead Eye này nó hoạt động theo cái phương thức gì đâu nhé. Đây có một cái thùng này. I'm not robbing another boat as long as I live. Tiền à? À đâu? Figure got him. Nice. Thank God. Come on. Nó bắt mình ấy rồi, nó bắt mình quay về với cái bọn kia rồi. Hình như tìm được đồ cần tìm rồi. Là cái tờ mình vừa lấy được hay sao ấy. What did you find? These. Anh tìm cái gì? Bonds. Đây. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. Giá trị gì không? Probably sell these pretty easily. Well, done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah. Bond này là cái gì nhỉ? Hóa đơn à? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Bảo mình ở lại để xử lý những cái người này. Muốn làm gì làm. Okay. Get on the train, quick, all of you. Lên tàu nhanh. Kill all three, so behave. Come on. Lên tàu nhanh. I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. À mà nghe bất cứ một cái tiếng gì trong đấy là mày sẽ giống bạn mày đấy. Get a move on. Thế ngựa của mình đâu? Ơ kìa. Cái chòi điều khiển khó chịu thật ấy. Tội chịu nó rồi. Thôi để tôi chạy bộ ở ngoài xong rồi lên đến cái khoang. Đây là toa. Đúng không? Đây là chỗ lái mà. Đây một đống tôi giết đây. Vừa chưa kịp loot. Nè, lưu được chưa? Vẫn chưa lưu được. Bắt buộc phải xong cái nhiệm vụ này mới lên xếp được. Chú lái tàu. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc là mất mũ rồi. Cao bồi không có mũ.
Đây, bọn này đóng gói xong hết rồi đây. So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Bây giờ mới chơi xong phần giới thiệu đây anh em ạ. Mình cướp tàu của một cái thằng tên là Levi cái đấy gì ấy. Xanh tươi rồi, nhạc hay quá. Lenny, Micah, get over here. Yes, boss. You two ride up ahead. Make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Cử hai thằng nó đi thám thính trước để không có cái việc gì bất ngờ xảy ra. Hết tuyết rồi, xanh tươi rồi. Giữ ích để đi cùng với đoàn. Get us out the stream. Bánh xe làm sao kia? Hình như xe này sắp rụng bánh rồi. Vãi trưởng. Okay. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? What's going on? Mọi thứ có ổn không mà hỏi, nhìn không biết à? Rụng bố nó bánh rồi. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. Đây, đây, just đây, say. Đây. Well, say less. Pick the wheel up. Đây. Ui giời. Này thì bánh xe này. Được chưa? Ui, như thế mà đòi nó vào, bảo sao nó chả rụng ra. You ain't so useless after all. Not quite. Đấy. Còn phải siết ốc ác các kiểu vào như này mà. Bọn nào kia? What do you think? Anh nghĩ gì? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Đây là người da đỏ. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Để nó thúc đẩy cái bật lên xe đi. Nó xếp được chưa? Nó chưa xếp được. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Đi theo dòng sông rồi rẽ trái. Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass.
đang nói là người da đỏ bị dân da trắng này cướp hết đấy, các cái vùng đất chủ phú các thứ là cướp hết. Maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì, không có gì. Em đang... What happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least not that I can remember. Ông này cũng là dân da đỏ, mình đang hỏi ông ấy là có chuyện gì xảy ra với bộ lạc của ông thì ông ấy bảo là ông chả nhớ nữa. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. Khi mà trốn thì có ba người chạy thoát. Nhưng mà ông này ông ấy không nhớ được. Some soldiers captured my mother, took her somewhere. We never saw her again. Sau đấy thì mẹ ông bị bắt và ông ấy không gặp lại nữa. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Có vấn đề gì giữa mình với lại thằng Marston thì phải? We still heading the right way? That depends. Tỉnh địch chăng? Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Ông này ông ấy dẫn mình đến cái chỗ định cư mới của băng đây. A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far. Đúng là nếu như mà anh em bình thường xem cái kiểu như này chắc là mệt chết. Working girls. Our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkerton's? Ở đấy thì có đủ tất cả. Có cái băng họ Driscoll kìa không? Có luôn. Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is? Cái nơi mình sắp đến có vẻ như là một cái thành thị. You know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater. Cái xe nặng quá ấy. Tôi dục cương liên tục nhưng mà ngựa nó không nhầm chạy. Things go wrong sometimes. People die. Đi nhanh lên hộ em cái. Chả em lại phải cắt mất vài tiếng video à. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Đến nơi rồi. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Ông đang làm cái gì đấy? Good for the health. À, cái đồ này tốt cho sức khỏe đấy. Yeah. Tốt nhất là chữ một ít. Đây anh có thể giữ hết nó. Okay. Thank you. Quá gì không biết. Đây rồi, bọn này nó chạy nhanh lên rồi. Nó vừa ấy không chạy nhanh luôn. Cảnh đẹp phết. There you are, brother. Head in there, follow the track for a bit. Thanks. Đi theo cái dấu chân ngựa ở đây. À cái dấu bánh xe ở đây. Rẽ ra khỏi đường nhánh rồi, không đi đường chính nữa. Nhanh nào mấy con ngựa này. Giờ tôi quất roi nó cũng không thèm đi luôn. Tức là vào trong rừng trốn chứ không ấy. Không phải là ở cái nơi có đông người. Đây, hạ trại đây. Home sweet home. Đây có trại trước đầy đủ ấy chứ. Bọn kia nó đến sớm nó đã dựng trại xong rồi.
Chỗ này quá hoàn hảo. Gentlemen, we have survived. For now. Các quý ông chúng ta đã sống rồi. Ông này giờ mặc chất này. We're on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. Chúng ta đã làm. But I kept us together. Kept us alive. Làm những điều rất là sai lầm, nhưng mà tôi vẫn giữ chúng ta ở đây với nhau. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Chúng ta ở đây kiếm thêm tiền và tiếp tục di chuyển. Sau vài tháng chúng ta sẽ kiếm tiền và mua đất. This world has its consolations. Hãy nhìn quanh ông đi. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. Đến đây nó không rét nữa, trời nó không lạnh nữa. Bọn này nó cởi bớt quần áo rồi, nhìn nhiều thằng chất phết. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Mọi người, quickly now. Bỏ đồ xuống, đợi tập trung ở đây một chút nào. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant. Ông người kia rất là sợ những phiền toái nên ông ấy dặn là mọi người có làm việc thì cũng phải tránh những cái rắc rối nha. And see what you can find. Uncle, Reverend Swanson. Ông bảo bây giờ mọi người hãy tản ra và đi kiếm việc để kiếm tiền đi. It is time for everyone to earn their keep. Bây giờ là lúc mọi người hãy chứng tỏ mình xứng đáng. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Và kiếm được bao nhiêu tiền thì cho vào cái hộp này. Rồi. Bây giờ game mới bắt đầu anh em ạ. Anh em là thấy ban đầu nó dài dòng quá thì anh em thông cảm nhé. Game bây giờ mới bắt đầu đến đoạn 2. Lúc này bắt đầu mình mới tự do mình làm gì thì làm. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Đúng kiểu cowboy hồi xưa cứ lấy diêm quẹt đế giày để đánh lửa. Rồi, hết chapter 1 rồi. Rất cảm ơn anh em theo dõi và hy vọng anh em theo dõi lúc này. Tại vì là tôi thấy là cái phần mở đầu nó khá là dài dòng. Tuy là không phải nó không hay, nhưng mà đối với nhiều anh em thì sẽ thấy là tại sao mà cái trò này nó lại cứ theo một cái cốt thế thì còn chơi cái gì. Nhưng thực ra không phải vậy. Đây là nó giới thiệu cho mình về thế giới của game đấy. Ban đầu nó bắt mình làm theo các cái quest chính. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tự do rồi. Bây giờ là đi kiếm tiền. Mình rất nhật ký à. Đây rồi, lấy lại được mũ rồi. Jose. Ông này như kiểu phó đoàn ấy. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier and Swanson found something down at the train. Ở gần đây có một cái thị trấn tên là Valentine. Mấy thằng nó đi rồi. Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Rồi. Bây giờ chắc tôi xếp được rồi đấy. Rồi, bây giờ xếp game được rồi. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi sẽ trở lại với anh em vào tập tiếp theo trong một ngày gần nhất. Cảm ơn anh em.